Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay có bác này bắt cho Kỳ ăn vui lắm nè. Nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Một bác chơi với một con khỉ cho ăn rồi. Trời, nó bóc bóc à. Từ từ, con này nó ăn từ từ. Đó, dễ thương cực kỳ luôn. Giữ cái nón á, anh giữ cái nón chằng chằng á, để không là nó quơ qua nó chụp cái nón cái là đổ cái nón luôn. Từ từ chậm chậm thôi, từ chậm chậm để nó trong miệng á. Đó, đẹp vô cùng. Con trai né né ra để khỉ nó sợ nó bỏ nó chạy. Con trai con né né ra đó. Giờ con đứng đó, ok, con tới gần con khỉ nó sợ nó bỏ nó chạy mất tiêu. Con né né ra nha con, đừng có vô để khỉ nó sợ nó bỏ nó chạy. Ủa anh, mình ở Sài Gòn á anh, hay là ở Vũng Tàu? Vũng Tàu hả? Lâu lâu cũng mới lên chơi mà đúng không? Hay lên đi lại này qua chợ cháo đi con đi. À, lên chợ này hả? Ồ. Con qua chợ cháo về nước mẹ. Con chờ con khỉ nó cắn. Khỉ nó cắn. Người lớn là ngồi không sao, con nhỏ sát vô khỉ nó cắn á. Anh cho xe xui xui lại. Đó, xui xui lại, ok. Dẫn cái xe kia xích tới luôn, cho cái xe kia vô lại vô giùm. Rồi còn mấy hộp cho nó ăn cho hết luôn. Đó, dễ thương chưa, cầm tay mình ăn luôn rồi. Đó. Né né còn cho cái đuôi xe nó chát vô luôn. Gỡ cái căn khẩu trang kìa. Nó có thức ăn đó vậy á. Nó có thức ăn rồi đó vậy á. Thì con này đụng được á, mấy lì. Nhưng mà bé này tới là nó nguy hiểm nè. Người lớn á, nít nó ghét nít lắm. Thì nó ghét nít lắm. Hết chưa, vũ cái nón luôn. Cảm ơn các bạn.
về mở máy có nè. Ờ, tăng hai không? Tăng hai không? Tăng cường chuối khỏe ra. Không, đợi đợi. Cái anh cầm trái kia, anh cầm trái kia kìa. Ờ đó. Tại vì sao không? Anh rồi ngưng anh giật đồ ăn của nó, anh giật đồ ăn của nó đó, đưa nó tiếp, có đồ ăn đưa tiếp là bắt đầu nó hiền trở lại. Còn hồi nãy là do mình giật cái đồ ăn của nó, mình kỳ kèo với cái trái chuối với nó. Mấy con này chơi phải hiểu ý, không hiểu ý là nó dẫu sao đi chăng nữa nó cũng là súc sinh mà, đúng không? Nó không có hiểu đâu. Mình phải hiểu nó chứ nó không thèm hiểu mình đâu. Nó nghĩ là mình chụp cho nó cho nè. Ờ. Nó mày nó không có. Không, nó có cái dấu thôi chứ không sao. Tao cắn có dấu chút vậy thôi chứ không sao. Này không sao. Tôi. Rồi ok, video tới đây là kết thúc nha. Làm cái ngắn ngắn vậy thôi. Rồi. Dạ. Thế rồi. Đừng nói chuyện nữa. Ok. Hồi nãy nó lấy cái tiêu đoạn vậy tôi xuống lụng lên. À. Anh mình tên gì vậy anh? Anh Dũng. Anh Dũng, ok anh Dũng. Anh Dũng cho kỹ ăn. Rồi bây giờ anh Dũng.